Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối ngày 30 tháng 1. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin trong nước đáng chú ý. Tạm dừng các lễ hội, tập trung phòng chống dịch virus corona khi cần thiết. Phó Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Đền Hùng. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký công văn số 79 CVTU gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Chỉ thị cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung phòng chống dịch. Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban Bí thư yêu cầu người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân, bảo đảm đủ kinh phí nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm tại chỗ, dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ, kinh phí tại chỗ và nhân lực tại chỗ. Đồng thời xây dựng các phương án phòng chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung phòng chống dịch. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch corona, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện công điện và chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu các địa phương phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm rõ số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt ở các vùng đã công bố có dịch. Các Sở Lao động Thương binh Xã hội cần nắm rõ số lao động Việt Nam tại các huyện, xã vùng biên giới Việt Nam, Trung Quốc thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc để có biện pháp tuyên truyền, kịp thời khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng dịch. Đặc biệt các đơn vị cần rà soát quản lý số lao động là người Trung Quốc tại địa phương, nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau dịp Tết, phối hợp với ngành y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch. Các địa phương cần phối hợp với cơ sở y tế cách ly người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời. Sáng nay, tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và phát động Tết trồng cây. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng nhằm chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư, trồng rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, chắn sóng, vùng đất chống đồi chọc, sao cho phù hợp với điều kiện của từng nơi, từng vùng, đồng thời nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác gỗ trái phép. Làm tốt điều này chính là hành động cụ thể thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý. Vùng đất Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vốn là cái nôi của nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề sơn mài. Theo nguồn sử liệu địa phương thì nghề sơn mài đã xuất hiện tại đây từ cuối thế kỷ 18, nhưng phải đến đầu thế kỷ 20, nghề sơn mài ở đất Thủ mới nổi tiếng khắp Nam Kỳ, nhất là từ khi xuất hiện làng nghề Tương Bình Hiệp. Xuân này, làng nghề trăm năm tiếp tục bước đi trên con đường lưu giữ nếp cũ, nghề xưa để bảo tồn và phát triển nghề sơn mài truyền thống. Làng sơn mài Tương Bình Hiệp những ngày cuối năm, người thì tất bật gói hàng Tết, người thì vẫn tỉ mỉ tô vẽ những công đoạn cuối cho các sản phẩm. Không khí rộn ràng, náo nức hiển hiện nơi những bức tranh sơn mài chủ đề Tết thật sống động, bắt mắt, lẫn nơi những nghệ nhân thợ làm sơn mài. Dù càng về sau này, đơn hàng Tết càng giảm, thêm chật vật giữ nghề. Khó khăn đã lâu rồi, cũng 5-7 năm nay, nhưng mà vì đam mê mà tôi phải theo viết, theo đến ngày nay luôn. Nghề sơn mài bắt đầu xuất hiện ở vùng đất Thủ Dầu Một từ cuối thế kỷ 18. Đến cuối thế kỷ 19, làng nghề Tương Bình Hiệp dần dần phát triển, rồi nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Đặc biệt, từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 50 là giai đoạn phát triển rực rỡ của làng sơn mài Tương Bình Hiệp. Xuất hiện nhiều nghệ nhân tài hoa với kỹ thuật sơn mài được trao truyền đến nay. Các sản phẩm tranh sơn mài của làng gồm nhiều thể loại như sơn lộng, sơn mài, vẽ lặn, vẽ phẳng, vẽ nổi, thếp vàng bạc, sơn mài cẩn ốc, cẩn trứng và sơn khắc, nức tiếng khắp nơi và cả xuất ngoại. Thì mình rất là bất ngờ với cái sự mà phong phú và đa dạng của các loại hình sản phẩm của sơn mài ở đây. Vài chục năm trở lại đây, nghề sơn mài thoái trào, từ hàng trăm hộ sản xuất
Giờ làng Tương Bình Hiệp chỉ còn lại khoảng 30 cơ sở. Thị trường trong nước lẫn xuất khẩu bị thu hẹp đáng kể. Để vực dậy làng nghề, trong tình hình thị trường với xu hướng tiêu dùng lẫn thị hiếu thẩm mỹ nhiều thay đổi, tỉnh Bình Dương đang tập trung quảng bá sản phẩm sơn mài, mở rộng thị trường, đầu tư nâng cấp làng nghề về cảnh quan, môi trường để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Tỉnh là đang cố gắng làm sao đó là để phục dựng được lại cái làng nghề này. Và như vậy thì theo đó đó thì để bảo tồn và phát huy được nó thì phải gắn với cái phát triển du lịch. Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp thì muốn có một cái mô hình nó như vậy để thứ nhất là gìn giữ làng nghề, thứ hai nữa là giới thiệu sản phẩm và khách du lịch đến thì mình bán được những sản phẩm này. Dù vẫn còn đó những trăn trở về lớp y kế cận, gìn giữ, phát huy nghề truyền thống, những chật vật trong việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, làng nghề Tương Bình Hiệp vẫn lung linh nét đẹp quyến rũ của nghề sơn mài, vốn đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày xuân về thăm làng nghề cổ, chạm vào bề dày văn hóa lịch sử trăm năm, để thêm quý trọng những giá trị tuyệt vời mà cha ông để lại cho đời, làm đẹp cho đời bằng nghệ thuật sơn mài. Sáng nay, lễ hội Chùa Hương chính thức khai hội tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, do ngày khai hội Chùa Hương trùng với ngày đầu tiên đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nên lượng khách đổ về tham quan, chiêm bái không quá đông và không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, tắc nghẽn như mọi năm. Sân chùa Thiên Chù được chọn làm địa điểm tổ chức khai hội Chùa Hương năm 2020. Ngày 6 tháng Giêng là ngày gọi mở cửa rừng, bà con vào chùa lễ Phật đầu xuân và vào rừng lên nương. Truyền thống này cũng đã gắn liền với mảnh đất Hương Sơn cũng như Chùa Hương từ nhiều năm nay. Tôi mong thứ nhất là gia đình bình an khỏe mạnh, cái thứ hai là con cháu chúng tôi hôm nay về đến đây là 18 người để cho các cháu nó bình an. Đi nơi về đến chốn là hôm nay về đến Chùa Hương này rất là phấn khởi. Khai hội Chùa Hương thì chúng tôi chỉ mong ước cho toàn nhân dân Bách Gia xem họ là mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất của cả nước. Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị hơn 4.000 thuyền đò để phục vụ du khách. Cùng với đó là các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, trong đó có việc nghiêm cấm xuồng và đò chở khách có lắp động cơ hoạt động trên suối Yến. Thì ngay từ mùng 2 Tết, gia quân của lực lượng liên ngành số 2 cũng đã xử lý được trên 20 cái phương tiện động cơ điện, sử dụng động cơ điện để vận chuyển khách trên dòng suối Yến. Lễ hội Chùa Hương kéo dài 3 tháng với nhiều sự kiện như khai hội, ngày Đức Phật đản sinh, thu hút đông đảo du khách thập phương. Năm nay, lễ hội diễn ra vào thời điểm dịch bệnh corona đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân và du khách hành hương về cửa Phật nên chủ động trang bị khẩu trang khi đi tham quan chiêm bái. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Dịch viêm phổi cấp vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga. Thưa quý vị khán giả, số ca tử vong và số ca nhiễm mới do dịch viêm phổi xuất phát từ Trung Quốc vẫn đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là tại vùng tâm dịch Hồ Bắc. Đáng lo ngại hơn khi một số ca nhiễm mới lại từ chính những công dân được sơ tán về nước. Tại Trung Quốc, tính đến sáng nay, chính phủ nước này xác nhận số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đã tăng lên 170 người do tỉnh Hồ Bắc tâm dịch, ghi nhận thêm 37 trường hợp tử vong mới. Hiện tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 1.032 trường hợp nhiễm bệnh. Con số này được cho là sẽ còn tăng cao hơn khi chính phủ công bố số liệu toàn quốc vào chiều tối nay. Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo 3 công dân nước này trong số 200 người đầu tiên được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán bằng máy bay đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus mới. Như vậy, số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản đã tăng lên 11 trường hợp. Trong khi đó, giới chức Mỹ xác nhận gần 200 công dân nước này vừa trở về từ thành phố Vũ Hán, không có triệu chứng nhiễm bệnh, song vẫn sẽ bị cách ly và theo dõi trong 72 giờ. Giới chức Australia và Pháp cũng ghi nhận ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân lên lần lượt là 7 và 5 người. Các nước này cũng có kế hoạch hồi hương hàng trăm công dân đang mắc kẹt ở Vũ Hán và các tỉnh lân cận, trong bối cảnh Phần Lan vừa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên là một du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 29 tháng 1 tuyên bố việc chủng virus corona mới
khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lây truyền giữa người với người ở ba nước Đức, Việt Nam, Nhật Bản là đáng lo ngại. Việc này sẽ được các chuyên gia của WHO đánh giá khi nhóm họp lần nữa để xem xét liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, khi được hỏi về việc một nhóm chuyên gia quốc tế được nhất trí cử tới Trung Quốc, Tổng Giám đốc WHO cho biết nhóm này sẽ bao gồm nhân viên của WHO và các nước cần đưa ra những dàn xếp song phương để cử chuyên gia của mình. Hiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Phần Lan ngày hôm qua đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên tại quốc gia này là một công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Hiện công dân này đã bị cách ly tại bệnh viện ở Lapland, miền Bắc Phần Lan, và 15 người khác từng tiếp xúc với người này cũng đang được theo dõi. Trong khi đó, các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc cũng bắt đầu ngừng hoặc thu hẹp hoạt động. Google ngày 29 tháng 1 đã tạm thời đóng cửa tất cả các văn phòng chi nhánh của hãng này tại Trung Quốc đại lục, đặc khu Hồng Kông và vùng lãnh thổ Đài Loan. Các hãng hàng không lớn của Mỹ như American Airlines và United thông báo đã ngừng một số chuyến bay đến Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh viêm phổi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới, thế giới tiếp tục có những biện pháp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh như kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay. Trong khi đó, một số hãng hàng không của Mỹ cũng đã quyết định hủy các chuyến bay tới Trung Quốc. Bộ Y tế Ả Rập Xê Út cho biết sẽ tiến hành quét thân nhiệt đối với những hành khách bay từ Trung Quốc tới Riyadh. Ả Rập Xê Út hiện đã lắp đặt thêm các máy quét thân nhiệt bên cạnh các máy đo thông thường tại sân bay Riyadh nhằm cung cấp các kết quả chính xác hơn. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không Mỹ đã quyết định ngừng bay đến Trung Quốc. Hãng hàng không lớn nhất Mỹ American Airlines sẽ ngừng các chuyến bay từ Los Angeles đến Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3. Hãng United cũng ngừng 24 chuyến bay từ Mỹ tới Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông từ ngày 1 đến 8 tháng 2 do nhu cầu giảm. Do lo ngại sự bùng phát của virus corona mới, gã khổng lồ công nghệ Google cùng ngày đã tạm thời đóng cửa tất cả các văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc cũng như tất cả các văn phòng tại đặc khu Hồng Kông và vùng lãnh thổ Đài Loan. Cũng trong ngày 29 tháng 1, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết sẽ bắt đầu chuyển 250.000 khẩu trang y tế cho Trung Quốc, giúp cung cấp đủ thiết bị y tế này cho người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 8 cá nhân và một thực thể của Nga liên quan tới việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước động thái trên của Mỹ. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này phong tỏa tài sản nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, đồng thời cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với những đối tượng bị trừng phạt trên. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng được áp đặt đối với một công ty đường sắt tư nhân có trụ sở tại Moscow, cung cấp dịch vụ giữa Nga và Crimea, cũng như giám đốc điều hành của công ty này. Biện pháp trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm tới Ukraine. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước động thái trên của Mỹ. Ngày 29 tháng 1, chính phủ Canada đã đưa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA phiên bản mới lên bàn thảo luận tại Quốc hội, sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành trước đó cùng ngày. Sự thông qua của Quốc hội Canada sẽ là bước cuối cùng để đưa hiệp định vào thực thi. Theo văn bản thỏa thuận, NAFTA phiên bản mới, còn gọi là Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada-USMCA, sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi hiệp định được bên cuối cùng phê chuẩn. Thủ tướng Justin Trudeau đã lên tiếng đề nghị các nghị sĩ nhanh chóng thông qua NAFTA 2.0. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa xé bỏ NAFTA hồi năm 2016, ba nước thành viên của hiệp định này đã khởi động đàm phán lại hiệp định vào tháng 8 năm 2017. Bộ ba này đã đạt được thỏa thuận mới vào tháng 9 năm 2018. Tiến trình để thông qua NAFTA 2.0 tại Quốc hội Canada gồm nhiều bước ở Hạ viện và Thượng viện, vì thế hiện chưa rõ khung thời gian cụ thể cho tiến trình phê chuẩn. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Bão lớn đổ bộ vào Peru đã gây ngập lụt nặng tại nước này trong những ngày qua, với khu vực miền Bắc hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại thành phố Arequipa cách thủ đô Lima 763 km, nhiều nơi ghi nhận mức nước ngập cao tới 2 mét. Mưa kéo dài trong suốt 3 đến 4 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông, trong khi nước lũ tràn cả vào các cửa hàng và nhà dân. Sinh hoạt của người dân vùng Caribe đã trở lại bình thường một ngày sau khi trận động đất cường độ 7,7 ngoài khơi phía nam Cuba khiến cảnh báo sóng thần được ban bố tại khu vực. Trận động đất đã làm rung chuyển thủ đô La Habana của Cuba, khiến nhiều người phải sơ tán khỏi các tòa nhà, cũng như kéo theo nhiều dư chấn ảnh hưởng tới một số nước lân cận như Jamaica và quần đảo Cayman.
Tuy nhiên, trận động đất rất may không gây thiệt hại nặng về người và vật chất. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.